Hello, chào khán giả trên cộng đồng mạng nha. Chào khán giả của Việt Vision. Hôm qua tôi xem một cái clip mà tôi rất bức xúc, cho nên hôm nay là phải làm cái clip để phản ứng lại. Qua trên mạng nha. Mà cái này ấy là chia sẻ thật mạnh, để mà đến nơi cái nơi mà có khi tôi cũng phải viết thư cho chủ tịch đấy. Qua chào khán giả nhá. Qua xem một cái clip ở Hải Phòng, các bạn xem ở trên mạng có cái kênh Thiện Tình Đất Nước đấy. Cái kênh này là kênh phản động nha. Cái kênh này là chuyên môn đi xe, đi tham gia giao thông là đóng vai trò để chửi cảnh sát. Rồi là nó đến một cái địa điểm nào là có người nhà thì nó gọi nó đến để có một cái việc gì khúc mắc với chính quyền ấy, đó là nó kêu nó đến để nó giải vây, để nó nói xấu chính quyền. Hôm qua là tôi xem một cái clip nó ở ngoài Hải Phòng. Nó như thế này này. Cái đất ở ngoài Hải Phòng đấy là đất của quân đội. Đất của quân đội, người ta tập bắn diễn tập từ cái thời mà năm 79 ấy. Rồi là đến cái năm mà chiến tranh đấy. Mà cái đất đó là đất là người ta quân đội người ta huấn luyện ở ngoài đấy. Là đến khi là bây giờ là không chiến tranh nữa là người ta thu hồi hẹp nó lại, nhưng mà cái khu đấy là người ta vẫn diễn tập. Nhưng mà người dân ở Hải Phòng ấy, tức là ra đi san lấp những các cái bãi mà người ta huấn luyện, người ta đào hốc này, đào để sưu tập này, nấu cơm này, rồi là đào những cái đường hào để người ta tập bắn này. Ngoài Hải Phòng đấy, đấy là cửa biên giới Trung Quốc với Việt Nam. Thì là bộ đội người ta tập bắn ở đấy, thì là nó đem nó san bằng đi, để nó nay nó lấn một ô, ngày mai nó lấn một ô, nó lấn gần một nửa cái bãi tập bắn của quân đội. Rồi bây giờ quốc phòng người ta về, người ta với đứng ra người ta để đi xem cái tình hình đất đúng như nào, là bắt đầu là nó người nhà nó là kêu cái thằng mà có cái kênh là Thiện Tình Đất Nước đấy, cái kênh đó là kênh phản động, kêu nó xuống là nó đi chửi, nó chửi là bộ đội đàn áp dân với lại bộ đội cướp đất của dân. Tôi thấy cái thằng này là chắc là nó chán sống rồi. Quân đội là một cái nền bảo vệ cho đất nước, là một cái bảo vệ cho nhân dân bình yên. Cái lúc mà chiến tranh ấy, hoặc là ở đấy là cái cửa của biên giới, mà không may là Trung Quốc nó xâm phạm sang, là ở đấy là bộ đội người ta làm những cái căn cứ bí mật. Nó ra nó tham đi làm nhà làm cửa, rồi bây giờ là nó làm đường, rồi nó người ta bộ đội người ta đi, nó bảo này chứ đường đấy là dân người ta đóng tiền để làm đường ấy. Đất của quân đội anh đóng tiền anh làm đường làm cái gì? Kể cả nha, quân đội người ta đòi hỏi nơi chỗ nào, kể cả anh làm nhà anh cũng phải dò thế cho người ta làm. Đấy là cái nền bảo vệ của quốc gia mà, của nhà nước mà bảo vệ cho chính mình không cho ai nữa. Anh ra anh là đấy đất người ta anh san bằng anh làm nhà, bây giờ người ta đến người ta nói thì anh lại bảo là đất bộ đội đi chiếm đất của nhân dân. Đi kêu cái thằng phản động mà cái kênh của nó là kênh Thiện Tình Đất Nước này. Cái thằng đấy là chuyên môn là đi quay những cái nơi chửi nhau, rồi là chính quyền khúc mắc với nhân dân, rồi là hắn đi tham gia giao thông, là nay hắn kêu người nọ đi cùng, hắn mai nó kêu người khác đi cùng ấy, đấy chửi nhau với cảnh sát công an để hắn lấy video để hắn bán cho mọi hải ngoại cái tiền thôi. Cho nên á, qua đi xem cái kênh cái clip của nó ở ngoài Hải Phòng ấy, là tôi rất bức xúc. Tôi rất là ngày xưa mà chiến tranh đấy, ở trong Huế kìa, người ta còn dọn nhà,
người ta còn rỡ nhà đi để cho bắc cầu cho xe đi qua. Đất nước bộ đội ở trên hết, bộ đội là cái người người ta đầu 4 triệu sào cho mình, mà lại ở cái khu Hải Phòng đó là cái cửa biên Trung Quốc, cái biên giới chỉ qua có cái khe này là sang Việt Nam rồi. Mà cái chỗ đó người ta diễn tập là cái căn cứ bí mật, anh ra anh đi khai hoang, anh dựng nhà lên đấy, là bây giờ người ta đến người ta thu hồi, người ta bảo anh dọn đi, anh lại bảo là đi cướp đất của dân. Thế là anh coi như là anh lại để làm cho cái đất nước Việt Nam này đảo lộn đi để cho giặc nó vào à? Con người làm sao mà con người chốt đấy, cái khu căn cứ của bộ đội là người ta tập luyện hàng ngày, hoặc là có cái khu đấy bây giờ bộ đội người ta tuyển ít rồi, người ta chưa tập luyện đến, nhưng mà cái khu vực của người ta là vẫn của người ta, có lúc người ta cần đến. Còn có biết đâu được cái khu đấy người ta giữ cái bí mật ở bên dưới thì làm sao? Anh làm nhà lên thì hôm nay đã nó nổ phát thì chết mày anh ấy. Đừng ngu dốt để đi làm nhà lên đấy, để bây giờ người ta đến ta nói mở đường tôi, chúng tôi đóng tiền để mở đường đi, bây giờ các anh đang đi trên đường chúng tôi. Chúng tôi người ta là bộ đội, người ta là bảo vệ cho mình, mà mình là người dân mà đi mở miệng nói như ngu như con chó, mà chỉ có 4 cái thằng phản động nó xuống đấy nó nói thôi, chứ dân ở đấy người ta có nói đâu. Nó lại còn vô hào, nó bảo là ở đây giống như là cái gì ở Hải Dương đấy, giống như thôn Mỹ đấy. Cho nên tôi đề nghị cái chủ tịch Trần Đại Quang ấy nhanh chóng xuống cái khu đấy để mà bảo cái chính quyền ở khu đấy dàn xếp đất cho quân đội, đất là đất của quân đội. Mà anh ra anh đi sang khai hoang anh làm nhà lên đất người ta, rồi bây giờ người ta ra người ta nói anh chả nhẽ bộ đội người ta đi cãi nhau với dân, tình dân quân, tình quân nhân. Nhưng mà cái 3 cái 4 cái thằng đấy là không phải bộ đội, là không phải là người dân, mà nó là phản động. Cái kênh của nó là kênh hiện tình đất nước đấy, cái kênh đấy. Cho nên á, nếu khi mà Trung Quốc nó tràn qua đấy, nhà anh làm đấy, quân đội người ta không có thể chạy chuyển xe tăng được, người ta không có chuyển vũ khí được, thì đấy rồi làm thế nào? Thì đấy rồi làm thế nào? Đang ngu dốt vậy. Cho nên là cái dân mình ấy, nhiều người là người ta không có ý thức. Anh muốn cảnh sát người ta làm sai, muốn chửi bới như thế nào thì mình cũng phải chửi bới cho nó đúng luật. Còn quân đội, cái khu vực đấy là đất của quân đội, anh không có thể phạm vi vào được. Anh phạm vi vào đất của nhà nước không làm sao, nhưng đất của quân đội anh không thể phạm vi được. Cái thứ nhất là vũ khí ở dưới nó người ta bảo vệ vũ khí. Thứ hai là người ta cái khu người ta dùng để ví dụ như Trung Quốc nó có tràn ra cái khu đấy người ta chuyển vũ khí ra. Anh em anh làm nhà, anh san bằng anh làm nhà mày ăn được. Bây giờ người ta nói ra thì anh lại bảo là nhà của dân, nhưng mà dân ở đấy người ta có lên tiếng đâu. Chắc ở khu đấy có người nhà cái mấy thằng hoạt động đấy, cho nên là mới gọi mấy cái kênh mà hiện tình đất nước đấy, cái kênh đấy gọi nó xuống, bắt đầu chỉ có 4 cái thằng nó nói, còn không ai nói. Bộ đội người ta không thèm đáy hoài, người ta không hề nói.